Good morning, Harris. Today, mình đâu có nói tiếng Anh đâu. Chào buổi sáng các vị anh hùng và yes, Harris. Nếu mà nói tiếng Anh thì nó hay hơn là tiếng Việt những vị anh hùng Harris. Mình sẽ gọi là các bạn là Harris, tại vì mình là Hào Hero và you guys my heroes. Then, yeah, mới nghĩ ra đấy. Thì như thường lệ là mình sẽ làm hai cái video và mình sẽ làm thêm một cái video là question and answer. Thì yep, let's go. Và nếu các bạn chưa biết thì mình mới đạt được 1.500 người subscribe sáng nay. Yeah, thì mà hơi bị khàn tại vì mình không biết tại sao nó chậm quá. Kiểu như mấy cái người mà hát countryside ở bên Mỹ á, cái nhạc đồng quê á. Baby lock the door and turn the lights down low. Thì đã có rất là nhiều bạn hỏi mình rất là nhiều vấn đề, kiểu như rất là nhiều câu hỏi. Thì cái câu hỏi đầu tiên là các bạn đang thắc mắc bây giờ thì tại sao mình vẫn còn đội nón thì giúp mình chơi cái tóc. Nếu mà hỏi lý do tại sao thì do mình lười. Ok, vô vấn đề chính luôn thì câu hỏi đầu tiên của bạn Kobe on the mix. Ok, cho em hỏi giữa Ibaquasa All Black và Nike Air Max thì nên chọn lấy đôi nào á? Anh nói thật là nếu mà em dư tiền á thì em nên mua cả hai đôi. Tại vì nếu mà em mua được Nike Air Max thì đôi Ibaquasa chả là cái gì cả, thì em cứ mua hai đôi luôn đi. Còn nếu mà em chọn một trong hai đôi thì anh nghĩ nếu mà mang thoải mái thì chọn Iba. Còn nếu mà muốn ngầu, muốn thể hiện thì em chọn Nike Air Max. Câu thứ hai của bạn Khương Lê Minh là anh mua dùng thử nước rửa giày của mình chưa biết cách đọc của cái này, mình quên mẹ rồi. Thì anh mua dùng thử nước rửa giày của họ bên Mỹ hay sao ấy thì đúng. Hãng Rishu này là của bên Mỹ, nó rất là nổi tiếng bên đây. Nhưng mà vì nếu mà mua phải mua nguyên một trọn bộ, nó không có bán lẻ. Nếu mà em mua một chai thì nó sẽ phải bắt buộc phải mua thêm ba cái cây cọ, cái khăn rồi cái bọc nữa. Nó rất là mắc tiền, tại vì anh là du học sinh chứ không phải là sống ở đây, cho nên là vẫn chưa đi làm nên vẫn chưa có tiền để mua những cái thứ đó. Cho nên là em thông cảm, tại nó rất là mắc. Nó cỡ 30 đô, 30 mấy đô một bộ lần. Câu hỏi thứ ba của bạn Phong Nguyễn là hướng dẫn vệ sinh đôi Adidas NMDR1 thì OY. Thì mình không có đôi NMDR1, thì tại mình có Ultra Boost thì bạn coi đỡ. Tại vì mình nghĩ chất lượng với lại Boost thì nó cũng giống như nhau thôi, nó không có khác mấy. Chỉ là do Ultra Boost của mình nó không phải là cream knit, right? Cream knit. Mình không biết của loại NMDR1 là OY nó lại vải của nó là cái gì, nhưng mà mình nghĩ nó cũng tương tự với nhau thôi. Nhưng thì cũng chà. Câu hỏi thứ tư của bạn Anh Nguyễn, làm sao để không bị ố phần case của Ultra Boost vậy bạn? Thật sự mình cũng không biết nữa, mình chưa bị cho nên mình cũng không biết, mình cũng không biết cách giải quyết làm sao, nên nhưng mình sẽ tìm hiểu và mình sẽ làm cái video. Câu hỏi thứ năm của bạn No Love thì anh ơi, em có một đôi slip on của Van nhưng nó bị ố, anh có thể giúp em không? Thì nếu mà Van bị ố, tại vì anh cũng có một đôi Van always nó bị ố, nhưng mà kiểu như anh giặt hồi lúc mà ở Việt Nam, anh giặt anh lấy xà bông của Omo, anh chà rồi anh vẫn để xà bông. Kiểu như em lấy xà bông cái gì cũng được, em chà đôi giày nhưng em vẫn để xà bông được cái rửa. Nhưng mà em lấy cái giấy ăn, giấy lau miệng, lấy chùi miệng đó, em để đôi giày, đừng vẫn để về ướt, đừng có chùi cho nó khô, đừng để đôi giày ướt và lấy giấy ăn đắp nó lại và để nó qua đêm, hay là chỉ để chừng nào cho nó khô thì lấy cái giấy đó ra. Thì anh từng làm đôi giày đó cho bạn em rồi và đôi slip on cho anh rồi, thì nó mờ đi, không phải là nó hết hẳn, nó chỉ là mờ đi thôi. Câu hỏi thứ sáu, right? Đúng rồi, câu hỏi thứ sáu của bạn Đỗ Đức. Thì đôi Ultra Boost có công nghệ khử mùi giống như là đôi Iba hay không? Thì cái đó mình cũng không biết, nhưng mà mình nghĩ là không. Câu hỏi thứ bảy của bạn Chiến Đỗ thì dây dài thì buộc kiểu nào cho nó hợp lý? Thì nếu mà dây dài, nếu mà cổ cao thì quấn xung quanh cổ rồi xong cột lại, như mình nói ở cái clip những đôi giày cổ cao. Còn nếu mà cổ thấp mà dây dài á, gắt nhỉ? Theo mình nghĩ thì mình cắt nó. Câu hỏi thứ mấy rồi, thứ 7 hay thứ 8? Mình giờ thứ 8. Channel của TSS and CS. Hey, good video. Thanks. Câu hỏi thứ 9 của bạn Hoàng Tuấn Thành thì pro cao bao nhiêu vậy? Thì mình cao 1m78, 79,
hay 77 gì đó cỡ đó. Câu hỏi thứ 10 của bạn Storm Apple thì có bạn gái chưa? Bạn hỏi này, bạn hỏi mình hay là bạn hỏi con nhỏ kia? Tại vì câu hỏi này bạn hỏi trên cái video mà mình làm challenge với con nhỏ kia, thì bạn có bạn gái chưa? Chị hay là chú? Tại nếu mà hỏi mình đó thì mình chưa, tại vì bạn là con trai, tại sao bạn là hỏi mình có bạn gái chưa? Và nếu mà bạn hỏi nhỏ kia thì tại sao là bạn hỏi có bạn gái chưa, tại vì nó là con gái. What the... câu hỏi thứ 11, cái này không phải là câu hỏi mà cũng là cái lời khuyên thôi. Thì Thiên Nam Phạm thì tìm kiếm thêm nhạc để chèn một clip để cho nó không khí thấy trầm quá thì mình biết, tại vì tìm nhạc trên YouTube rất là khó, tìm nhạc mà để up lên YouTube rất là khó, tại vì phải canh bản quyền này nọ rất là khó, cho nên là mình mình biết mà mình sẽ khắc phục. Và câu hỏi cuối cùng của bạn Thành Tốn thì anh ơi cho em hỏi hàng VN ASK và Việt Nam xuất khẩu, thì mình giải Việt Nam xuất khẩu hay là Trung Quốc xuất khẩu khác gì với All Celtic? Thì em đã tính mua van thì người ta bảo Việt Nam xuất khẩu, Trung Quốc có 900k cho nên có nên mua hay không, tại vì anh có một đôi van old school thì anh mua giá của nó là 850-900, thì anh không biết nó là real hay không, tại vì van mà. Nhưng mà đôi của anh là real, anh chắc cái đó là real, anh mua ở Sài Gòn Sneaker Shop mà phốt, nhiều người nói là fake nhưng anh cũng không quan tâm lắm, thì mang chủ yếu là cho nó thoải mái thôi. Với lại van thì 900 thì cỡ 1 triệu, thì nếu mà vậy thì em ra shop, nếu mà em mua mấy loại slip on hay là old school hay là Evra thì mấy cái đồ đó cũng cỡ 1 triệu hay 1 triệu 1 triệu 2 thôi. Và đó là tất cả câu hỏi mà các bạn hỏi mình rất là lẻ tẻ và dấp. Và video sau mình cũng không biết là mình sẽ quay gì ở video sau, nhưng mà mình nghĩ là video sau mình sẽ đi ra tất cả các shop mà ở thành phố và mình sẽ quay tất cả các shop, giống như là shop bán giày này nọ nó khác ở Việt Nam như thế nào, và shop Nike, Adidas nó khác ở Việt Nam nó như thế nào, mà mình nghĩ sẽ rất là khác, và các tiệm shop bán lẻ cũng khác Việt Nam như thế nào. Và mình nghĩ là video sau mình sẽ làm như vậy, tại vì mình vẫn chưa có ý tưởng vì gì về tutorial hay là tào lao về giày nữa, cho nên là nếu mà các bạn chưa join cái channel của mình và chưa join tụi mình thì hãy là một phần của Heroes và hit the button subscribe. Let's go. Baby lock the door and turn the light down low. Peace. I got broads in Atlanta, just at the lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van.